Có vẻ như trong những năm vừa qua, khuôn khổ 3 tiếng của một bộ phim điện ảnh là chưa đủ với các nhà sản xuất. Ví dụ như phần phim để khép lại giai đoạn 3 của vũ trụ điện ảnh Marvel cũng cần đến 2 phần là Infinity War và Endgame để giải quyết. Hay sắp tới đây, Mission Impossible của Tom Cruise cũng đã được công bố là sẽ có tận 2 phần cho phần phim cuối. Thuận theo xu hướng đó, thương hiệu phim Fast and Furious hay Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm cũng tuyên bố rằng Fast X chưa phải là phần cuối cùng và sẽ phải cần đến một phần phim nữa thì cuộc hành trình của Dominic Toretto mới có thể khép lại. Vậy nên ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way Too Weird Movie. Ngay bây giờ sẽ là video về toàn bộ những sự kiện đã xảy ra trong Fast X và những gì mà Part 2 của thương hiệu này sẽ có thể mang lại. Cảnh báo spoiler trước khi chúng ta bắt đầu, còn giờ thì let's go! Trở lại với sự kiện Rio trong Fast and Furious 5, khi ấy Dom cùng Brian và nhóm của mình đang trong kế hoạch lật đổ tên chủ ma túy Hernan Reyes. Mọi chuyện kết thúc sau khi việc đục kết của Dom diễn ra chót lọt và Reyes bị đặc vụ Hobbs xử ngay tại chỗ vì những gì hắn đã làm với đồng đội của anh trước đó. Sau vụ việc, Hobbs cùng Dom trong nhóm của mình 24 giờ để chạy thoát. Tuy nhiên, tất cả đều không biết rằng đằng sau Hernan Reyes còn có một người nữa và đó chính là con trai của hắn, Dante Reyes, người vẫn luôn ôm hận nhóm của Dom trong ngần ấy năm và hắn đã quyết định trả thù anh một cách tàn nhẫn nhất. Đó chính là nhắm vào gia đình của Dom, những người mà anh luôn yêu thương và đùm bọc. Bước đầu trong kế hoạch của Dante đó chính là kiểm soát mọi quyền điều hành của Cypher và hắn đã thành công khi có được điều mình muốn. Mọi công nghệ và nguồn nhân lực của Cypher giờ đây đều đã được Dante kiểm soát. Rất may cho Cypher là ả đã chạy thoát được và giữ được tính mạng của mình. Sau khi có được thứ mà mình muốn là nguồn nhân lực chống lưng, Dante bắt đầu gửi nhiệm vụ giả cho các thành viên khác trong đội của Dom rằng CIA đang muốn họ cướp lấy một con chip tại Rome và các thành viên bao gồm Roman, Tess, Ramsey và Han bắt đầu lên đường đến Ý. Về phía Cypher, vì không còn đường lui nên ả đã phải tìm đến Dom và sau khi giao lại ả cho CIA, Dom và Lady ở nhà cũng nhanh chóng phát hiện ra phi vụ tại Rome là một cái bẫy nên cũng đã tức tốc bám theo. Tại Rome, cả bọn dù đã thành công chặn đứng được âm mưu thổi bay cả Vatican của Dante, nhưng cả thành phố đã chịu thiệt hại rất nặng nề. Lady sau đó cũng bị bắt do thất bại trong việc truy bắt Dante, còn các thành viên khác thì bị khán cho tội khủng bố. Mặt khác, Dante cũng liên tục cho người đi truy sát Little B, con trai của Dom, nhưng rất may là cô cậu đã được Jacob bảo vệ rất kỹ lưỡng. Lady đã được Tess, con gái của Mr. Nobody, hỗ trợ, sau đó được giam giữ chung với Cypher. Dù cả hai có ẩu đả với nhau tương đối dữ dội, nhưng rồi cặp đôi bất đắc dĩ cũng thoát ra khỏi nhà tù thành công. Tess sau đó cũng đến yểm trợ Dom trong việc vây bắt Dante, nhưng rồi hắn đã có vài con bài tẩy và thành công đả thương Tess, đánh cắp God's Eye từ cô và đã bắt đầu dùng nó để truy bắt Little B. Vì mục đích của hắn chính là khiến Dom đau khổ và mất đi hết người thân, chứ không phải là giết anh một cách dễ dàng. Jacob sau đó trong những nỗ lực để bảo vệ Little B nhưng bất thành và cậu bị Dante bắt đi, đã phải hy sinh bản thân mình để mở đường cho Dom tiếp tục tiến về phía trước. Sau cùng, Dom và Little B đã đoàn tụ nhưng lại bị lọt vào thế khó khi đang rơi thẳng vào cái bẫy chết người của Dante. Tránh đêm dài lắm mộng, Dante quyết định sẽ dứt điểm Dom ngay và luôn chứ không để cho anh có thêm bất kỳ cơ hội nào khác. Song song với việc Dom và Little B bị đẩy vào cảnh thập tử nhất sinh chưa nhìn ra được đường lui, khi đứng giữa hàng tá quả bom bên dưới một con đập khổng lồ, thì Fast X vẫn còn bỏ ngỏ cho số phận của rất nhiều nhân vật khác và là nguồn tài nguyên khổng lồ để khai thác cho phần sau của mình. Và đáng chú ý nhất phải kể đến sự trở lại của Giselle Yashar do nữ diễn viên Gal Gadot thủ vai. Nhân vật được cho là đã mất mạng trong phần 6 trong phi vụ truy bắt Owen Shaw cùng đồng bọn. Ở Fast X, sau khi Lady và Cypher thoát ra khỏi nhà tù bí mật của CIA, nơi mà xung quanh được bao quanh bởi tuyết và tuyết, bất ngờ thay, một chiếc tàu ngầm đã xuất hiện và xuất hiện ngay sau đó cũng chính là Giselle Yashar. Đây chính là một màn comeback vô cùng then chốt và có thể sẽ mở ra một tuyến truyện mới hấp dẫn hơn trong Part 2 của Fast X. Bởi Cypher của Charlize Theron, phản diện được xây dựng rất kỹ càng trong Fast 8 lại hơi ít đất diễn trong Fast X và chắc chắn rằng nhân vật này sẽ tiếp tục được đào sâu hơn vào phần còn lại của thương hiệu này chứ không để Dante chiếm sóng toàn bộ. Cũng phải nói thêm, sau tất cả những gì mà Cypher đã làm, hy vọng rằng các nhà làm phim sẽ không tẩy trắng mà cho nhân vật này hướng thiện rồi gia nhập vào trong đại gia đình của Dom. Trừ khi là, lại một lần nữa, Elena Nips, tình cũ của Dom và mẹ ruột của Little, bất ngờ đào mộ sống lại sau khi bị Cypher giết hại trong Fast 8, thì may ra khán giả mới có thể chấp nhận màn quay xe của Cypher.
Ngoài ra, Fast X còn đem đến cho khán giả hai nhân vật nữ khác dù tương đối mờ nhạt trong phần phim này, nhưng đương nhiên là vẫn chưa hết tiềm năng để mà khai thác. Đầu tiên là Tess do Brie Larson thủ vai. Nói trắng ra thì cô chả thể nào so sánh được với Mr. Nobody. Nếu so sánh với những thành tựu mà bố mình đã gây dựng, thì những gì cô đã làm trong Fast X vẫn chưa bằng 1/10 so với bố. Vậy nên nếu vai diễn của Captain Marvel chỉ dừng lại ở việc báo tim và giao cho Dante Godseye, thì rõ ràng đây là một màn xuất hiện đáng quên. Chính vì thế mà chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng cô sẽ là chìa khóa để giúp Dom thoát khỏi tình cảnh éo le ở cuối phần phim này. Không chỉ vậy, phim còn giới thiệu cho người xem về Isabel Nives, một tay đua cự phách ở Rio và là em gái của Elena. Cô cũng là một nhân vật đã xuất hiện nhưng chưa đóng góp được gì quá đáng kể vào mạch phim của Fast X. Ở lần cuối xuất hiện, cô đã phụ trách việc đưa Tess đi trị thương, và nếu Tess trở lại trong part 2 của Fast X cũng sẽ là lúc mà Isabel tái xuất một cách bớt mờ nhạt và hữu ích hơn cho phe của Dom. Bên cạnh tuyến nhân vật nữ, part 2 của Fast X cũng sẽ tiếp nối cuộc hành trình đã được nhá hàng của Deckard Shaw do Jason Statham thủ vai và cả Luke Hobbs, người xuất hiện trong phần after credit do The Rock thủ vai. Vậy nên không ngoại trừ khả năng, part 2 của Fast X sẽ là một phiên bản trá hình của Hobbs and Shaw. Trong phần phim thứ 10 này, sau khi được Roman, Tess, Ramsey và Han tìm đến, Shaw cũng được hay tin rằng mẹ của mình, bà Madeline Elmanson Shaw, cũng đã bị thuộc hạ của Dante săn đuổi vì bà là người hỗ trợ đắc lực cho nhóm của Dom. Vậy nên Shaw sau đó cũng giao lại một số phương tiện cho nhóm của Han và tự mình đi cứu mẹ. Hobbs thì có thể sẽ bị chính Dante nhắm vào khi mà anh chính là người đã xuống tay với cha của hắn ở cuối phần 5. Vậy nên trong part 2 của Fast X, sự giao thoa giữa hai nhân vật này sẽ nằm ở chỗ họ đều bị Dante săn đuổi và cặp đôi Hobbs and Shaw sẽ thay ca cho Dom để chiến tiếp hiệp 2 với Dante. Trở lại với cuối Fast X, lý do chính khiến Dom lâm vào thế khó là bởi anh chót tin vào Ames, lãnh đạo mới của CIA, người thay thế của Mr. Nobody mà không hề hay biết rằng Ames và Dante là hai kẻ cùng một ruột. Và thứ mà Dom nhận lại được ở cuối phim là chiếc chuyên cơ chở Roman, Tess, Ramsey và Han lao thẳng vào vách núi. Nhưng các bạn cũng yên tâm đi, họ chắc chắn chả thể nào ngủ được đâu. Sau những màn đội mồ sống dậy của Han và Giselle, thì giờ đây thương hiệu phim Fast and Furious đã bị gắn thêm một định luật mới. Đó chính là nếu chưa tìm thấy xác thì người đó sẽ chưa chết. Trường hợp này theo mình cũng phải xảy ra tương tự với Jacob của nam diễn viên John Cena. Dù nhìn cảnh phim mà anh cùng chiếc xe hy sinh có vẻ hơi nêu hốp, nhưng rõ ràng là anh hoàn toàn có thể ứng biến và thoát ra được khỏi vụ nổ và sẽ có cơ hội trở lại trong phần còn lại của chuỗi phim. Người duy nhất có khả năng sẽ ngủm trong phần 2 của Fast X đương nhiên sẽ chỉ có thể là Cypher, nhân vật đang đứng giữa vùng xám của nhân vật chính và phản diện. Nhưng đến nay thì chúng mình vẫn tin rằng Cypher sẽ còn tiếp tục đâm sau lưng nhóm của Dom và sẽ lãnh hậu quả sau tất cả những gì ả đã làm trong 3 phần phim trước. Và đương nhiên, ta không thể không nhắc đến màn đối đầu giữa Dom và Dante. Với phần thắng chung cuộc, đương nhiên là về nhân vật có niềm tin về gia đình mãnh liệt hơn rồi, đúng không nào? Và sau đây sẽ là dự đoán của Way Too Weird Movie chúng mình về hậu truyện có thể là cuối cùng của Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm. Sau khi bị Dante và Ames đẩy vào đường cùng, Dom và Little có thể sẽ được một trong hai nhân vật sau đây giải cứu, đó là Tess hoặc Isabel, hoặc là một Jacob vẫn toàn mạng sau vụ nổ, nhưng xuất hiện muộn vì không có xe. Cả bọn sau đó sẽ tiếp tục hội ngộ với Roman, Tess, Ramsey và Han, những người đương nhiên sẽ sống sót sau vụ rơi máy bay để lên kế hoạch đánh trả lại Dante, kẻ gần như là luôn đi trước đại gia đình của Dom một bước trong phần phim này. Mặt khác, hai tuyến truyện song song khác cũng sẽ được diễn ra cùng lúc. Đầu tiên là Lady, Cypher cùng Giselle sẽ cùng nhau lên kế hoạch để liên lạc lại với nhóm của Dom để đánh úp Dante. Cypher, người gần như nắm được hết hậu phương của Dante, có thể là mấu chốt để cả nhóm có thể trên cơ được Dante. Ngoài ra, Shaw và Hobbs cũng sẽ hội ngộ ở một điểm nhất định và sẽ tiếp tục đồng hành bất đắc dĩ cùng nhau để chống lại Dante. Gã phản diện chính của phim cùng với Ames đương nhiên là sẽ còn có một kế hoạch to lớn hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tiêu diệt Dom cho xong. Với Ames là tay trong, CIA giờ đây đã gần như trở thành cánh tay phải của Dante. Cộng với cả Godseye, Dante sẽ tiếp tục nối gót để thực hiện những gì mà cha hắn chưa thực hiện được một cách dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều.
Đó cũng là toàn bộ những gì mà Way Too Weird Movie chúng mình muốn chia sẻ sau khi xem xong Fast X, một phần phim giữ đúng được tinh thần của chuỗi phim quá nhanh quá nguy hiểm và đáng để ta chờ đợi một hoặc là hai phần hậu truyện sau đó. Nhưng bạn chưa xem phim cũng đừng quên ghé qua video review trước đó của chúng mình về Fast X để có thêm động lực mà ra rạp nhé. Còn ai đã xem rồi thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới về dự đoán của các bạn về Part 2 của Fast X. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.